Rồi, xin chào tất cả các bác đã quay trở lại với kênh YouTube cũng như Facebook của LB Audio. Và ngày hôm nay em sẽ test một chất âm của con ZS70. Thì trước đó em đã lên hình và cũng như là nói lên một số điểm đặc biệt của em này rồi. Thứ nhất là dòng ZS là một trong những cái dòng khá là nổi tiếng của Sony. Thì em này là series 70 ZS-70. Điểm đặc biệt của ZS-70 có thể là nằm ở trong cái bảng điều khiển được giấu ngay chỗ này. Đây. Đây là điểm cực kỳ độc đáo của dòng ZS-70 mà không phải bất kỳ một dòng đài nào khác đều có. Và em này là thuộc dạng dòng hiếm hiện nay và khó kiếm trên thị trường. Ở Sony này, ZS-70 cũng giống như những cái dòng ZS khác thì chơi được CD, hai học băng cassette. Và một cái sự thay đổi không hề nhỏ đó là dòng ZS-70 này có thể chơi được AUX. Và bây giờ em sẽ test cái chất âm cho em nó cho các bác nghe. Mời các bác thưởng thức ạ. Cái này không thích thì chúng ta có thể ấy về bài. Trên đây là những cái bảng điều khiển rất là đẹp ha. Âm thanh là rất là hay nha các bác. Rồi, vừa rồi là bài test chất âm của Sony ZS-70. Thông qua khả năng chơi đĩa CD của em nó thì dòng này có âm thanh rất là hay. Lo màng giấy thì đưa ra những cái nhạc mà vàng, nhạc hồi xưa nghe rất là đã, nghe rất là nhức nách luôn. Đó. Thì đây là một trong những cái dàn rất đáng để sưu tầm. Với tầm giá 2,5 triệu thì các bác nên sở hữu em này, vì em này là khó kiếm trên thị trường, nó có giá trị sưu tầm cao. Xin cảm ơn tất cả các bác đã chú ý lắng nghe và hẹn gặp lại tất cả các bác ở những video tiếp theo. Xin cảm ơn ạ.